Xin chào quý vị và các bạn. Ngay trong ngày làm việc thứ hai đầu tuần, thời tiết miền Bắc đã có những thay đổi nhanh chóng. Trái ngược với kiểu thời tiết nắng ráo, thậm chí còn hơi oi nóng và trưa chiều những ngày qua, thì hôm nay miền Bắc đã có mưa dông lớn và nhiệt độ giảm, dấu hiệu của một đợt gió mùa mới tràn về. Đêm nay, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 15 cho tới 40mm trong 12 giờ. Riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn có nơi còn trên 70mm trong 12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về tình hình nhiệt độ, lúc này nhiệt giảm xuống nhanh chóng, chỉ còn dao động từ 20 cho tới 24 độ. Cảm giác lạnh bắt đầu bao trùm các tỉnh vùng núi, thậm chí vùng núi cao còn khá rét. Còn ở đồng bằng thì trời ở ngưỡng se lạnh. Đến trưa chiều mai, Bắc Bộ giảm mưa nhanh, thời tiết còn mát mẻ, với ngưỡng nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ. Thời tiết thuận lợi hơn cho giao thông của người dân trên khu vực này. Mưa dông lớn cũng sẽ chi phối thời tiết tại miền Trung trong 24 giờ tới. Một dọc các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến tận Bình Thuận, mưa sẽ tăng diện rộng với thời điểm mưa chính là tại các tỉnh thành phía Bắc tập trung về đêm và sáng. Trong khi đó, các tỉnh thành phía Nam sẽ là lúc chiều muộn. Còn tại phần giữa từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi sẽ là kiểu thời tiết có mưa nắng đan xen trong ngày. Dự báo mưa sẽ còn gia tăng trong những ngày tới tại khu vực Trung Bộ. Nguyên nhân của tình trạng này là do khu vực chịu ảnh hưởng của nhiều hình thái gây mưa. Phía Bắc là không khí lạnh dồn xuống, lại thêm giải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng xoáy thuận nhiệt đới ở giữa Biển Đông. Còn phía Nam thì chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Do vậy mà người dân cần đặc biệt lưu ý về những hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Về tình hình nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ ở Bắc Trung Bộ, còn từ 29 đến 32 độ là mức nhiệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Xuôi tiếp về phương Nam đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nơi đây chịu sự chi phối của đới gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên trong đêm nay và đêm mai, mưa dông tiếp tục xảy ra nhiều nơi ở trên khu vực. Trong đó, thời điểm về đêm và lúc chiều tối có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to và dông. Quý vị cần hết sức đề phòng với hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông. Nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam biến đổi không nhiều so với 24 giờ trước đó. Nhiệt độ cao nhất tại vùng cao nguyên dao động từ 27 đến 29 độ. Nam Bộ sẽ ở khoảng từ 29 đến 32 độ, thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu. Chuyển sang các thông tin thời tiết trên biển, dưới ảnh hưởng của vùng áp thấp và giải hội tụ nhiệt đới, toàn Biển Đông thời tiết đang rất xấu. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông thịnh hành gió Đông Đông Bắc cấp 5 đến cấp 6. Đêm nay, gió chuyển dần hướng Đông Bắc cấp 6, có lúc là cấp 7, giật trên cấp 7. Còn với khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, thời tiết đang đặc biệt xấu, với mưa to rất to kèm theo gió xoáy, biển động mạnh, rất nguy hiểm cho hoạt động trên biển. Như vậy, trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả 3 miền nước ta đều gia tăng mưa dông và nhiệt độ giảm. Đặc biệt, tại vùng núi cao Bắc Bộ, trời còn chuyển rét. Quý vị và các bạn cần lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm để phòng tránh, đảm bảo an toàn. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 5 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!